Ok, lên em. Ai chưa thử con game mới hả? Rồi. Game này là em Elaya. Ngai vàng bị hỏng. Còn game mà ai bây giờ theo cốt truyện lấy cảm hứng là trường phái cũ. Chủ yếu là chém giết cướp bóc và chơi bài gian trong một tối. Mình cũng có kết hợp với phiêu lưu ở phần world luôn. Vô cùng là phong cách kiểu cũ đó nha. Tình gần gao là cào hàm ngục. Giết đuôi single laser nữa. Cũng khá là nhiều cái tab hot đó. Game này đang trong sự kiện Team Deathmatch thì ngày mai mới ra mắt. 9 giờ nữa chứ. 9 giờ nữa, chắc 0 giờ đêm nay được ra mắt luôn. Rồi thử chơi được còn sao hả? Đồ họa thì cũng dạng mà low poly offset thôi, giống game của tôi á. Không quá đẹp nhưng mà cũng không thể gọi là xấu được. Nói chung là tận mắt nhìn, chủ yếu là mình kết hợp được mấy cái môi trường nó đồng đều với nhau. Khá nhiều thứ nha, kiểu cái này như cây kỹ năng hay là cái gì đó. Game này thì theo thông tin tôi đọc thì chỉ có một người làm thôi. Đây, chỉ có một người làm tên là Lu Xui, bộ vest màu xanh. Game này cũng đã ra mắt là cái bản demo vào tháng 8 rồi. Nếu mà một người làm thì được con game như thế này cũng khá là chất lượng đó. Thì cũng sẽ vô chơi coi thử lần sau. Lên lướt nước coi thông tin cập nhật như thế nào. Update gần đây thì mới 10 tiếng trước thôi. Hiện đang có bản demo trên Team Deathmatch nha. Anh em nào muốn chơi thì có thể vô mà tải ngay cái bản demo này luôn. Đây. Bản demo thì không biết có nhiều người chơi không. Cũng được, khá khá người chơi. 10 tháng 10 là bắt đầu sự kiện đêm nét phép, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Hết hôm nay là hết sự kiện rồi. Game này thì cũng ra mắt vào đầu năm nay, trên đêm phép còn bắt đầu làm việc khi nào thì cũng chưa rõ nữa. Nhưng mà dự án này thì tôi nghĩ là kéo dài hơn một năm á. 8 tháng trước up lên là chọn cái thẻ top này. Nên đó thì cũng đăng rất là nhiều thông tin liền luôn. Hình ảnh đồ content đã chuẩn bị đầy đủ hết. Bắt đầu thêm mấy cái mà mô tả đồ vô nè. Thì cũng dự kiến là ra mắt trong năm 2023 luôn, dù lúc đó là mới đầu năm thôi. Nên có thể là đã chuẩn bị rất là kỹ càng con game rồi. Mới tạo cái template phép sau. Đó. Rất là nhiều hình ảnh ngay sau khi tạo template phép luôn nè. Nên cái roadmap con game này tôi nghĩ là hơn một năm nhiều. Ồ lúc đó cũng ra luôn cái bản demo đó à. Ok, vô game thử coi sao. Game này không biết FPS nó được nhiêu. Play. Bỏ cái sim lên. Coi thử là FPS có giới hạn không. Rồi ok, đủ luôn. Bật thử FPS coi mà nó có trồi sụp vô không, có đép người ta có coi thì người ta còn biết đường ta biết. Rất lâu gì trước. Bản này chỉ là bản alpha thôi, nên chưa có gì hết. Rất nhiều thập niên trước thì người dân là sống yên bình cho đến khi pháp thực là trở nên mạnh mẽ và bắt đầu gây chiến tranh. Ồ, cái này là trong game tôi cũng có bức tượng này đó nè. Giống nhau game tôi luôn, mấy cái bức tượng mà. Rồi. Đó, trung bộ áp xét trên game tôi nè, anh em thấy không? Mấy bức tượng này là cũng có trong game tôi nè. Tuy nhiên tôi đổ bóng cho nó thêm cái lớp vật liệu bóng lên nên nó nhìn nó sáng lắm. Nói chung là ma pháp phá hủy vùng đất ấy, giờ mình sẽ làm cái gì? Anh ta em. Ôi quên tắt cấp tốc rồi. Có gì anh em được không? Tốt nhất thì mình không nên ở đây, nó không tốt lắm.
mình không còn ký ức gì nữa cả. Trời ơi, nhìn cái tên thôi mà. Cái này xài sao ta? Tốt nhất là nên cái phần chính hốt á, để cái hốt này nó nhỏ lại. Hốt này là hơi to rồi. Hiện tại thì chưa có kill nào cả. Nhấn B để mở cái thông tin bảng nhân vật của mình ra. Chọn vũ khí thì nhấn nút tab. Mình không thể sử dụng cái vũ khí mà nếu như offhand. Vũ khí thì có nhiều loại, nút tab thì chưa mở được. Nút B mở được rồi nè. Có một cái lá thư. Mở sao? À, bấm vô là đọc luôn cái lá thư này là vật phẩm nhiệm vụ thôi. Vật phẩm nhiệm vụ thì tốt nhất là không nên để mấy cái chỉ số bên cạnh đó. Này dùng để tăng ánh sáng trong đêm tối, tăng cái khoảng cách loot đồ. Chỉ số của mình là 111 hết, không đổi tên được rồi. Thôi kệ nó đi. Một cái cây. Di chuyển Kamiga bằng chuột phải. Tấn công quân địch tầm gần bằng chữ T. Rồi WWE hả? WWE. Sao không phải là 1234 ta? Rồi ok. Sau FPS đây góc phải dưới volume nhỏ xuống tí, âm thanh môi trường nó nghe hơi ù cho mình có thể pin được cái nút khác nữa. Tại xe chữ T đi CB setting thì không có phần nào liên quan đến đồ họa hay là cái hút này cả. Hút này thực sự nó hơi to. Tại sao bấm vô cái cây nó ra hướng dẫn nè. Ê, vũ khí đâu? Nó đuổi cùng với tận với nó hả? Có vũ khí nào ở đây không? Không có sao chơi nó vậy. Cú vận tốc nó bằng vận tốc mình luôn á, nên nó không đánh được mình thì mình cũng không đánh được nó. Trên này không có đồ gì luôn hết. Bỏ đi bạn ơi. Camera khó nhìn quá còn nhắn với nhắn không vậy. Dạ. Cái tay cầm nó là cái gì ta? À cạo á, cái tay cầm mà đánh cận chiến là phải đứng gần nó mới đánh, không đứng gần là nó không đánh. Chặt cây được không? Không giờ thì ngán ai nữa. Hình như nãy giờ lên level hay là cái gì đó. Chuột phải để làm gì đó, chuột phải nếu ngoài xây camera thì có cái tác dụng gì nó C năm hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười.
Ủa, cái hạt anh này là để dùng cho đó. Lên 9, 2, 1, 7, 4 số xung quanh. Không biết nó là cái gì. Y, B. Đầu ngực ba lô. Này hồi một lượng nhỏ năng lượng. Cái này là cái găng tay gì đó, cộng được một mấy cái nguyên tố gì cả. Này cái gì luôn. Hình như cái dòng màu xanh này là cái cấp bậc của đồ hay gì đó. Thường là trắng xanh đá xanh dương tím vàng đen đỏ gì đó. Nãy giờ nghe cái tiếng eo eo mà không biết có phải lên không, lên level hay gì không. Có gương rồi. Rồi nó bắt đầu nó trâu lên này. Gương nếu như mình không đi đường này được thì chỉ có đường bên đây thôi. Đổ bóng này làm hơi tệ nữa. Nên cái con đường đó là nhìn nó tối đen như mực luôn. Sao tôi mở? À đây level 5 đây. HP đạp nhật ký. Né tránh tăng hồi máu. Độ di chuyển 20 điểm lận. Lấy mỗi cái 2 điểm trước. Còn lại 10 điểm thì tăng 2 điểm vô may mắn. 3 điểm luôn. Trí tuệ. Cái gì sau này cắt phép cho nó dễ. Ai ghi chạy cho nó lẹ. Thêm 2 điểm vô đam nhật lý cho nó cân bằng. Đây là chí mạng, đây là né. Né đó. Cái này tốc độ di chuyển, còn cái này là kháng hiệu ứng, không có kháng debuff thì coi như là kháng hiệu ứng đi, kháng phép, kháng nhiệt lý, tốc độ đánh mình là 3, giết là 16, này là 16% hay là gì ta, không có mai giết đam tăng một đống vô intelligence luôn, lộn xuống luôn được không? Không. Rồi, game bắt đầu đi vòng rồi mới được. Muốn đổi cái dàn khiêu dưới này quá. Có cái chân ở đây là cái bữa nãy mình lấy cái gì ta, lấy cái viên ngọc rồi làm cái gì. Trái phải bên đây cũng có đường nữa. Lúc nào đánh ta? Ê. Nhấn Escape để ghi đè cái bảng xếp này. Xếp giữ tự động ghi khi mà mình rời cái định rồi. Đừng quên mà cái hiệu ứng level up trong cái màn hình của nhân vật nè. Địch sẽ mạnh hơn. Cái hiệu ứng mở thùng nó làm hơi khó nha. Với lại không có hiện ra sâu ra những cái đồ mình đã nhặt được. Cái nào xịn hơn ta? Không có so sánh đồ với nhau hả? 3, 12, 7, 25. Như nhau. 3, 3, 12, 7, 25. Nãy bên kia còn đường nó đi về thứ này.
Chỗ này nãy mình đi ra mà. À không phải đường, nó chỉ là cây đèn thôi. Nên cái đun này là chỉ có một đường duy nhất. Ở đâu đây nè? Ủa phải không vậy? Không mở được bản đồ nha. Đây chỉ có một đường thôi, không phải là ngã ba. Vậy là chỉ có một tuyến đường thẳng để đi duy nhất. FPS vẫn rất là ổn định nha. Game tối ưu khá là tốt rồi. Rồi mình gọi cái đinh gần nè. Dạng như sống vậy trong cái hang động. Hơi bị thất thường tí. Mưa kìa. Nói chuyện sao? À bấm vô dấu ba chấm. Rất mừng vì thấy bạn đã đi qua được nó. Cái linh hồn này đóng vai trò là gì đó, người vẫn nói à. Sao nãy thấy nó bự lắm mà giờ nó nhỏ xíu vậy. Không biết tại sao mà mình để thức dậy được trong cái hang động này. Không có nhớ gì về cái cuộc sống trước đây cả. Ơi. Sự cái đấy còn bốn mấy FPS à. Mới khen tối ưu xong. Còn chúng ta còn có 40 FPS thôi. Bự cái gì? Thôi bự không chơi đâu. Chơi mấy con nhỏ nhỏ được rồi. Cạo nó thôi. Quái nó ghét bào ngay trước mặt luôn rồi. Thôi 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 ăn hiếp nít thôi, ở đây chúng tôi không làm thế. Mở cửa cho anh cái phần đó. Cái gì đây? Tinh đỏ hao chơi làm sao? Rồi hiểu, tức là nó có bốn góc như thế này thì cái thằng này là yếu nhất là cái mé bên trái. Nếu như mình chiếm được thằng này thì có ăn được cái này không? Chuyện ngu quá đường có cái con mà tạm ổn nha. Không, nó còn cái mũi tên hướng hướng gì nữa nè. Cháy bốn xuống thì không được. Mình ăn lại con này được không ta? Vậy là đi trước là coi như lỗ đó. Chính lên này là sao? Một hai. Mình đi mình bảo vệ cái điểm ba con này, ba cái điểm ba không ngon tí nào. Đi trước rất là lỗ nha anh em. Đi trước mình mất quân xong rồi nó sẽ dùng cái quân thứ hai của nó chặn luôn cái đường còn lại. Nó chỉ đưa ra cái điểm duy nhất của nó là 22 rồi. Coi như mình mất luôn cái quân này rồi. Bây giờ mình ăn điểm 2 rồi. Ăn điểm 1. Bây giờ mình chiếm được con này là coi như lấy được nó luôn. 3. Giữ được nó luôn chứ không phải lấy được nó luôn.
Con này gần như là của mình. Con này thì hết lấy rồi, nó tới 22 điểm rồi. Bên phải mình là không có nào đủ 22 cả. Ba hết. Quả ấy xây được đó. Mình bảo vệ con ba này. Mười sáu cái con nào nó ăn được này không? Bên trái nó 10, bên phải nó 10, quất nó luôn. Nó còn con 10 với 22 thì mạnh đó chứ. Thủ giữ cái điểm 1 rồi, còn cái điểm 2 hở ra. Còn rồi, nên ăn ăn úp luôn con này. 3 điểm lấy 7 hay lấy 9? Cái này là sao? Nó còn con 20 nữa thì thua chắc rồi. Nếu đặt 12 vô thì nó trừ 8, trừ 8 thì cái 9 này xuống còn 1. Thì 1 nhỏ hơn này là bị ăn hả? 10 trên 10 đều. Mini game cũng thú vị đó. Nhưng mà không hướng dẫn gì vô chơi. Làm bàn đó thôi. Rồi nó đi trước. Nếu muốn một một với nhau thì sao ta? Mình đặt đây luôn là lấy được cái điểm 23 của nó. Bây giờ phải dưới à. Nó chiếm được cái góc đó thì nó ngon, mình đặt quân nó ở đây. Đây, đặt con này ở đây. Chừa 8 với 14. Có con nào 4 điểm không? Không. Ở đây. Không được, 4 điểm đặt ở đây thì lỗ lắm. Con này ngon hơn à. Con này bên phải 1. Rồi, không nên. Nên đắp cái lỗ này luôn để giữ con 23 này. Lắp cái lỗ này luôn thì sao thằng lúc đầu nó đánh khô mà thằng này cái cảm giác nó ngu đó. Chơi nó phết bài không à. Giờ đút con 16 4 vô đây là ăn được hai con này của nó. Rồi nó có thể quất con này của mình luôn. Nên bây giờ là kiếm con nào mình còn anh gươm, nó còn con 22 cuối cùng nữa.
Tham 2 nó đặt đây đúng ngu luôn. Đáng lẽ nó đặt đây nè. Hoặc là đây nè. Thua một bàn xong nó thả gì hết thua một bàn xong rồi nó thả mình. Con này ngon nhất. 20, 42, 44. 44 cái này là 33 với 6 là 36 thôi. Đấy gấu. Vậy tôi trả thù kia chứ. Đấy. Xếp bài cái đó. Con nào cùi nhất. Nó có cái mũi tên này là cái gì nãy giờ quên để ý nữa. Một ba ba mười hai con này thì 19, con này cũng 19 luôn. 54 mấy con này đều 19 hết, nhưng mà con nào số thấp nhất một góc đó thì còn giữ được. Con này có 9 có 10, con này chỉ có 8 thôi. Cái này vô chấn phái rồi. Ok đi. Tiếp bạn ơi. Phái gà giết bùi, cái thể loại giết bùi là gì ạ? Nó đi sau nó lợi quá. Nó rút cái cạnh ba vô đây. Thôi đi chiều dọc đi an toàn ha. Đi chiều ngang đang bạn nó đậm phát hai con luôn. Mốt nhưng mà nó hở ra cánh năm. Cái này là cũng có một cái góc như như cờ bay vậy đó, mình đi kín quá thì nó lỗ nha. Những con nào có khí mà số lẻ đi nó lợi hơn, nên quân tiếp theo tôi đánh là sẽ đánh ở đây. Con này bây giờ mình ăn được con này thì mình giữ được luôn rồi, nên lấy con nào 2 điểm thôi. Này đi. Nhẫn đang con này là mình nhét con nó vô đây. Bây giờ con này 2 điểm. Nó có cái mũi tên qua phải 10 gì nè. Mình nhét đây mình quất luôn con này.
thì nó có thể đặt đây nó ăn lại hai con. Không, để đây đây, ăn con hai này dễ hơn. Nó còn con này tới chín thôi nên mình có thể quất con này nó luôn á. C. Bỏ cái con này 24, con là mười mấy ta, con này 19. Thôi bài bạc quá, ông này bán thuốc hả? Bán thuốc cũng đánh bại nữa. Đi trước lỗ lắm. Ba với hai vậy, bốn với chín đưa ra cạnh 10, cạnh 22, quân này khá là ngon. Con này 333 trời. Những cái chương phát à? Nó còn hai con màu bạc, bà cô gái à, tức là ăn quân này thì nó sẽ đẩy 3 điểm nữa xuống đây. Bây giờ mình ăn quân này thôi, đẩy 13 xuống không? Không. Thế cái số này có nghĩa gì ta? Con này 13 hả? Hai mươi hai 11 để đây thì được hai con. Tí nữa thắng thì số quân này của nó. Thôi chưa cần lá bạc đâu, lá bạc ra sớm lỗ lắm. Mấy máy hình như nó không có quay bài, nó nhường đó.
Nó không có lên trên này. Đây, bà cô gái của nó đây. Và cái này là đồ nó bán, còn cái này là đồ của mình. Bán cái này được 56 tiền, tiền mình đâu 600 nữa. Năm số 9, đều là 9. Giờ sao vô làng được đấy? Cái cổng này đó kìa. Mở cửa đó. Chữ cái tay của bạn để tôi thấy được cái xương tay. Đấm nó. Năn nỉ hả? Năn nỉ thì đấm. Đấm luôn. Ơi đau. Rồi lên cấp đầy máu, chơi tiếp. Lột bài mấy ảnh được không? Đó, nó thấy mình, nó thấy sự mạnh mẽ của mình nó mới mở cửa. Bạo lực là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Ê, nó bán cạc, nó bán cạc. Bán cạc chứ không phải. Ôi, nó Genius lắm. Nó là hiện đại đó. Giờ mới vô đây mới hỏi cách chơi. Nếu như bấm vô khó hiểu nó có giải thích thêm không? Đó. Ờ, giải thích chị thôi đó hả? Rồi bán cạc đi. Làm sao để cho nó bán? Thằng này đính mới. Đính mới là anh bêm luôn. Trời, bãi nó bạc không vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá bạc. Mà mình toàn đi trước không à. Đá này của mình đang thủ cứng này, không nên giữ nó. Phải giữ giữ đá này. Nó ăn lá này mình nhét vô đây. Nó không ăn rồi. Mình ăn con này, nó ăn đây của mình. Hai mươi hai lên là phải ăn lên 22 không? Thử đặt lá 7 này vô đây.
chơi đá bạc luôn. Còn 20 đó. Nhét con nó vô đây là mình toan rồi. Có dấu cộng này là sao? 41 con này là nhiêu? 20. 20 với 28. Lấy con này đây. Cái lạng này tổn đến bại không à. Đứng xa xa các bạn ơi. Đứng gì âu yếm nhau cái gì? Ông nội này đi uống rượu rồi làm mất cái gói quà của Suzy rồi. Đây, web mình nhận là coi ở đâu ta? Gì vậy? Tìm một cái câu lạc bộ nào. Cái này là cái gì đây? Nhìn như quán rượu vậy. Nhưng cái nó thì thích sử dụng chứ độc tấn công lắm. Ôi 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 ôi. Cái gì đây? Không vô được. Lại đánh bại cái làng bài bạc. Chứ chứ biết ngủ rồi. Phải. Ai đi là cái gì? Ok, nào đi về tính. Bí ngô mà không ai thích à? Ủa đây cũng có cái cổng nữa hay gì? Hey, tôm đen. Mấy cái dân làng này nhìn thấy bộ xương như mình mà không ai quán sợ gì đó ta. Vì nó bán giấy phép nè. 232 đồng. Ủa sao tiền mình nhiều vậy? Bán nó 50, nó bán là mình 200. Tìm một cái trưởng làng để mở thêm cái ba lô cho mình. Đi bơi đi đi. Em hỏi đây. Rồi đi đến khu rừng. Làm gì mà mỏi tay? Quay tay à? Rồi ok. Đi, B.
Ủa sao không xài được là sao? Cái hai tay nè, vũ khí hai tay. Rồi ơi, do cầm cái lồng đèn. Ủa? Lồng đèn này chỉ số cũng ngon phết đó chứ. Cái gậy của mình có hơn cái gì đâu. Làm bàn đó, nó cứ ra màu xanh không. Sáu thủ thì chắc cứng rồi đó. Ăn con này luôn, lấy 12 của nó. Đưa cái 12 qua phải. Ăn con 3 này luôn. Đưa cái 9 qua phải. Đưa cái 9 qua trái. Ăn 8 này của nó lại. Qua trái là sao ta? Mười bốn bên phải. Bấm lộn rồi. 37. Nó nhét quân đó vô đây nữa thì nó ăn mình luôn á. Nó thả rồi anh em ơi. Mình ba lá. Ba lá mình bỏ cái lá nào ra giờ. Này được hai cái đây. William thì này chắc cái rồi. Đó, anh ấy mất tích ở đâu dòng cái vụ rồi. Ừ, đi về cái làng phía nam thấy cái lăng mộ rồi đó. Bản đồ như thế này đó. Làm bàn bài không? Lại sẵn. Lũ đảng ghép.
8, 14. Mỗi lá này thôi, suy nghĩ gì nữa. Không tương tác được. Đâu lò gạn ở đâu? Mình phải thiếu cạc nó mới bán cho mình cái gì? Chứ giờ vô cái này là làm cái gì? Mày ông này mở cái gương đồ nè. Giá nhiều, báo giá đi. Người dân mình chưa có chấp nhận mình. Kêu mình lại để nói chỗ đó nè. Nó bán cây đàn. Gì mà toàn bán bè mất tích không à? Đồ. Rồi ok. Cảnh đi tìm nó về cho. Thằng này giống beginner đó. Cái này nên để cái pop-up mà để mình có thể tắt nha. Mở lên rồi là chỉ có tắt mà nút escape thôi. Này bự quá vậy. Thằng Tôm hồi qua nó đi bơi rồi xong rồi đi luôn rồi. Giờ làm gì đây?
Cái gì? Cách tiêu hụt. Cùi quá rồi. Bốn là level 4 à? Solo kill luôn. Rớt đồ gì, rớt đồ gì cơ. Ai. Hộp không gì. Hộp không là sao? Thôi, gắn cái lồng đèn vô. Không chơi phép nữa, đổi ý rồi. Con bự bự rồi đây, trời bự miếu gì vậy, được cái to xác thôi. Về gì á? Nãy nhiệm vụ nó kêu làm gì quên cho này. Nãy mình từ cái hang thứ năm đi ra, đi qua cái đảo này nữa. Mua này đúng phí tiền luôn. Bẹm ai nằm bãi đây. William, William là chồng của cái mà bà Laia nãy đeo cái mặt nạ có cây trượng dài dài á. Ấy ấy có cái gương nha. Đó. Cái lồng đèn của mình là 1391 130. Cái này cái búa to à. Ủa bấm quy rồi nó ra cái gì? Đi đâu nữa giờ? Đường gần đây phải không? Hay là chỉ là đống đá thôi? Con gì đây? Đi dọa 20 con chim gì đó nãy tôi nhớ có nhiệm vụ đó, đó. Nè chìm với trẻ cò ra đây đánh quái.
Cái búa này không ngon bằng cái găng tay nè. Ủa con này màu vàng vậy? Ơi cái đám mây làm giật mình tưởng quái bự. Không ngon. Quên hết luôn. Tăng được tí né à. Còn cái đầu với mà cái vai. Bỏ vô bốn củi vậy. Này là cái quái gì đây? Nhìn mấy đám mây ấy ghê không? Mít đai là đẹp cũng chưa. Cái gì xanh xanh đó kìa. Viên ngọc 500. Không rớt độ với anh vậy. Đấy cái con gì đấy? À không, pháp sư của bắp thôi. Chưởng mày chưởng ai? Vô gần sương mù. Dục hết máu ra rồi. Lên cấp chi vậy? Lút 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 lút. Rồi về đây. Toàn đồ cùi đúng không?
Bây giờ thì bỏ ra thì không có chỗ. Rồi đồ mình bán cho ai ta? Mấy cái đồ này không biết có để ép hay là làm được cái gì không? Thằng này nó mua có nửa giá vậy. Năm ngàn tiền bà chị cầm gậy đâu rồi ta? Đâu dưới này nè? Ủa không, hướng bên kia chứ, chồng chị liệm mà chị ơi. Ủa đâu tiêu vậy? Mini map mà để bản đồ để cái đám mây lên. Rồi, tìm thấy câu lên cái lúc mới nói mà. Nên tuyển đồng đội không? Này cũng thuê nhiêu? Con thuốc nó 2.000 như bò một à. Nó tụt có một đam mà tốc độ đánh nó tăng lên tới 9% nữa nha. Cái áo này mất 6 với 8 mà tăng lên được 66 không bằng. Mất 11 tăng 11. Chênh nhau chút xíu à. Trời ơi, một cái 3.000 tiền. Rồi live bear là cái gì? Ăn lộn mày.
Đấy, đấy William ơi, nó hẹo rồi chị ơi. No no cái gì? Đó, quả cái em đâu? Cái lũ đạn nó lụm được cái giáo xịn hơn. Trời ơi, nâng lên cho đã rồi. Mạnh hơn hai level 2 của mình, tốn tiền vãi cả. Ngọc đấy. Nâng lên xong 1.000 mấy xong rồi bán lại 57. Người làng lừa đảo. Cái gì đây? Ước đồ của mình nãy rồi. Tầng 6, tầng 5 nhưng mà tục 6, tục 5. Mày làm gì? Tăng một thuộc một không đáng kể. Nó bù gì đây đông dữ ta. Chém cái thằng trưởng kia đó. Mấy đội cùi này nó cùi với nhau hết à. Chạy gì đó bạn ơi. Mày ha, tay bên. Mới mua cọng dây chuyền nó lại cho một cọng dây chuyền. Nên lấy kháng giáp nhiều hơn, lấy giáp cho nó kháng nhiều hơn. Đây, 52 đi. Cái gì vàng vàng đó vậy? Golem thì nó kháng sát thương vật lý cao lắm. Này thì eo. Ờ, golem này cũng mỏng à. Nó đánh đi chàng mấy con mà cho anh bự bự nãy vậy. Con ọt chứ.
Cấp lên cấp rồi, giết xong golem đã lên cấp rồi. Máu này cũng dạng cùi thôi. Nên là lên cấp hồi đầy máu đó. Cái búa lửa gì ghê vậy? Tặng được đóng giáp luôn. Mặc nguyên bộ đó thì nó chỉ hồi năng lượng thôi. Hít ngàn đau. Đạt được thành tựu boss hay gì cơ. Bay đi mạnh vô đây. Tính hụt hết gì? Cái cạp này gắn vô đâu? Như cái áo đi 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 đi. Cùi bắp. Đó là cái thằng của mình phải không? Điên vòng thì về đây chỗ cũ rồi. Còn bá đồ phường không ạ? Dây chuyền. Rồi dậy. Né hả bạn? Giờ hết biết làm gì rồi. Rồi ok, hôm nay chơi thử game này đến đây thôi. Phải bị dụ mỗi cây gậy này nữa. Ok, lên bậc 3 này không biết nó mạnh hơn nhiêu không. Đồ thì tôi chỉ thấy nó có màu xanh như này thôi, chắc toàn bộ là màu trắng hết.
Rồi, xếp game. Đấy. Vậy là xếp chưa?